Chào mừng tất cả anh chị đến với buổi giới thiệu sản phẩm của đồ gỗ mỹ nghệ Khánh Vũ bên em ngày hôm nay. Đến với buổi giới thiệu hôm nay thì em giới thiệu tới các anh chị một tác phẩm là Đạt Ma Ngồi Thiền. Tác phẩm làm bằng khối gỗ chắc nguyên khối 100% các anh chị nhé. Và đục bằng tay bởi các nghệ nhân làng nghề truyền thống Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh. Tác phẩm có chiều cao là 60, chiều sâu là 12 và chiều rộng là 32, cân nặng là 10,5 kg. Và ngay sau đây em sẽ xoay một vòng để các anh chị thưởng lãm tác phẩm ạ. Một khối gỗ chắc nguyên khối có sụn ạ. Tất cả phần thân đây là sụn hết đây ạ. Đây, tất cả cái phần này đều là sụn hết. Đó là gỗ chắc. Một khối gỗ này như thế này rất là khó kiếm nha các anh chị nhé. Đây là một khối nguyên khối 100% này ạ. Sản phẩm bên em đang để mộc chưa hoàn thiện. Khi mà đánh giấy ráp và đánh xi lên thì sẽ là rất là bóng đây ạ. Đây chưa hoàn thiện mà đã đẹp như thế này rồi. Dừng lại đi em. Đó. Và đây thì em quay gần hơn để các anh chị nhìn xem kỹ thần thái đây ạ. Thần thái của Đạt Ma này rất là dữ dằn. Thần thái càng dữ dằn thì càng có tính trấn trạch trừ tà tốt nha các anh chị nhé. Phần bên dưới này là một khối gỗ rất là đẹp. Đây là sần sụn đây ạ. Sần sụn này là rất là hiếm có đấy ạ. Đó. Đó, đây là một tác phẩm rất là tuyệt vời. Có giá trị từ chất gỗ đến nét đục đều rất là đẹp. Và ý nghĩa tác phẩm Đạt Ma là có ý nghĩa trấn trạch trừ tà, xua đuổi tà ma, ngoại đạo và vận khí không tốt, giúp cho cuộc sống luôn được thuận lợi và gặp nhiều điều tốt đẹp. Khi trưng bày tác phẩm Đạt Ma Ngồi Thiền ở nơi làm việc thì nhằm tăng thêm sức mạnh và tầm ảnh hưởng, ngăn ngừa kẻ xấu đâm sau lưng và làm cho công việc được thăng tiến ạ. Đó là ý nghĩa phong thủy của Đạt Ma Ngồi Thiền. Và anh chị nào quan tâm đến tác phẩm này của bên em ngày hôm nay thì comment ở dưới cho bên em, hoặc liên hệ với bên em qua số điện thoại 0966221166, hoặc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Khánh Vũ bên em để thưởng lãm thêm các tác phẩm khác ạ. Em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của bên em ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.